Thúy Nga chính thức được gặp gỡ chị Hồng Trinh. Hôm nay Thúy Nga chính thức gặp gỡ chị Hồng Trinh bằng xương bằng thịt. Bữa giờ chị nghe chị nói chuyện chứ không chưa biết chị ra sao nên cũng thực hư hơi lo. Nhưng hôm nay khi tiếp xúc trò chuyện với chị và khi chứng kiến chị ngồi làm việc với ông luật sư thì cảm thấy tự tin và nể cái cách nói là làm của chị. Tự nhiên mình cảm thấy như có người hùng Batman xuất hiện cứu mình, cho không còn bị cảm giác chơi với giữa dòng xoáy bão táp. Chị Hồng Trinh nay mặc váy có hoa văn, nhìn đều đà nữ tính, nhưng cá tính thì lại mạnh mẽ quyết đoán bằng 10 đàn ông cộng lại. Hôm nay Thúy Nga cũng mặc váy và có cái cảm giác mình được làm cô gái đang được sự yêu thương che chở từ chị và các tình yêu thương của tất cả mọi người khắp muôn nơi. Đỡ với bớt cái cảm giác mọi hôm một mình, thân đàn bà cứ phải một mình chống đỡ, gồng mình làm thành, luôn đàn ông tự bảo vệ lấy thân mình che chở cho gia đình và con nhỏ. Họ đậy trà đạp và dồn mình vô chân tường để thấy sự tăm tối. Nhưng từ xa, nhiều bàn tay và tia sáng nắm lấy tay mình và sẽ có người dìu mình để không còn bị sợ hãi. Hay thấy nhiều chông gai nữa, mong rằng Thúy Nga sẽ được thấy ánh sáng của công lý và công bằng cho mình. Hôm nay hai chị em thảo luận và cũng tranh cãi nhiều vấn đề lắm. Nhưng bất chợt, chị em tôi nhìn nhau mà phá lên cười vì một điều. Hai người không hẹn mà lại có sự kết nối và cùng mặc áo vàng. Vô tình thôi, hai chị em không cố tình mặc áo vàng để đú trend đâu ạ. Yêu tất cả, vạn sự kết đường và bình an cho tất cả muôn nơi. Trước đó, ngày hôm qua, Thúy Nga cũng chia sẻ số mệnh của Thúy Nga từ trước tới giờ hay bị cái vận làm ơn làm mắc oán. Nhưng khi chết đuối là luôn sẽ nhận được cái phao cứu giúp. Cảm ơn kênh YouTube Anh Quốc Võ trò chuyện với chị Hồng Trinh làm cho Thúy Nga thấy ấm áp tình người. Em rất nể chị Trinh, người phụ nữ mạnh mẽ, nói là làm. Vừa hay tin chị xuất hiện tại Cali trên kênh YouTube của anh Nguyễn Tiến Dũng, Thúy Nga cũng hết hồn luôn đấy. Ngày mai, Thúy Nga chính thức sẽ gặp chị Trinh, cũng hồi hộp ghê. Thúy Nga xin cảm ơn tình yêu thương của còn nhiều cô chú nữa, toàn thể cộng đồng mạng và các fan thân yêu của các kênh YouTube luôn bảo vệ chính nghĩa giúp Thúy Nga. Nhìn thấy chị Hồng Trinh cố gắng hết sức để giúp đỡ Thúy Nga lấy lại công bằng, một số khán giả đã để lại bình luận động viên. Mạnh mẽ lên bạn, chính nghĩa sẽ thắng. Ai cũng thương Thúy Nga mà, giờ có chị Trinh theo cũng mừng, ủng hộ chị Trinh và Thúy Nga. Nệ chị Trinh quá mọi người à, nói là làm, chú Ngô Kỵ bớt lật lọng, lật mặt trợ tráo quá. Để chị Trinh lột cái miệng già của chú ra để bớt lật lọng, 70 tuổi rồi, dưỡng sức, miệng mồm ăn nói nhen chú, chị Thúy Nga cố lên, ủng hộ hai chị. Chúc Thúy Nga thành công, kỳ này cho mấy ông bận váy cởi trùm lên đầu. Thúy Nga gắng lên em, dù em có thế nào, mọi người cũng ủng hộ em, chúc em thật nhiều sức khỏe. Chúc hai chị có nhiều sức khỏe, cảm ơn chị Hồng Trinh đã đứng lên giúp đỡ Thúy Nga lấy lại sự công bằng cho gia đình của chị ấy nữa, cảm ơn chị. Chúc chị Trinh và Thúy Nga gặp nhiều thuận lợi nhé. Chúc ban phước lành cho hai chị em được toại nguyện nhé mọi người. Thả tim thôi, ấm ức trong bụng thay cho Thúy Nga. Nhưng có như vậy thì cũng thoải mái hơn rồi. Chứ thời đại văn minh của nước Mỹ mà hành động như thời Trung Cổ, muốn vùi dập ai thì cứ bu vào, không tưởng nổi đâu.